Sumi. À, đùi này. Quay tổng thể trong anh luôn này. À, anh em nào mà đang dùng Sumi thì lên bãi buôn thật chúng tôi nhá. S100 280. Con này nhìn đùi bận này, mới đi làm về nhá. Máy móc này. Con quay ta đây. Con phối rồi. Ok. Máy Isuzu. Con này là chúng tôi hay để cho đi làm này, vừa làm vừa bán. Anh em nào mua thì liên hệ với số điện thoại các chán của video nhé. Con này bán đây này. Con này chuẩn bị ngày mai giao về Lâm Đồng cho anh đẹp trai nhất Di Linh Lâm Đồng. Kia một em Jasit 60-1 mà bữa trước tôi có quay 3 con về, bán 2 rồi còn 1. Bãi giờ vắng xe rồi quý vị ạ. Bữa trước đồng như lợn con, bán nhanh thật. Rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng bài máy chúng tôi. Rồi con Sumi này thì bãi nó hơi chật nên là chưa làm video được cho anh em. Đi làm về này, đất còn bám này, bùn này, bùn không có bùn này, quý vị thấy không? Bơm máy của em nói này. Con này tôi sẽ để cái giá ở trên phần mô tả nhé, điều đề luôn để cho quý vị cùng xem. Con này thì mai là bàn giao cho anh đẹp trai nhất Di Ninh Lâm Đồng. Con này máy móc đẹp, về phát này đi làm là rửa giấy là bán thôi đấy, quý vị thấy chưa? Con này không chạy rồi đẹp nhức lách. Rồi đây một em Jasit 60-1 này. Con này cabin thì hơi đẹp. Cái nót sàn này thì chúng tôi để ngoài kia. Anh em mua chúng nót lại, dọn sạch cái này đi. Nót sàn lại. Cái cần kia là sơn lại cái đầu cần này. Còn cái chỏ là không nhá. Chưa dán tem. Chụp hình để chốt đăng bán này. Đấy, anh em nào mà đang có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại của cháu hành video của tôi thôi, để tìm cho mình cái sản phẩm mà nó ưng cái thằng bụng vừa mồm quý vị luôn. Anh em mà cứ đăng ký kênh YouTube của tôi ấy, vào phần kênh á, và phần video đăng ký, mỗi lần chúng tôi đăng tải lên những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có thì quý vị có thể xem được ngay, nó thông báo về cho quý vị. Để đỡ phải tìm.
Rồi đến máy con này nhá. Máy khô ráo, không đổ hơi, mâm không nhịp, thủy lực khỏe. Giá hợp tình hợp lý, hợp với cái túi tiền quý anh chị mà đang có cái tầm tiền cửa tiền khoảng 400 mấy. Con này bán 420. Thương lượng chút xíu để cho quý vị về làm việc. Đây là chưa có dán tem. Thợ tem này nó nghỉ rồi. Bữa trước có mấy con 07 nằm đây nó chật bãi. Thì một em mới về nữa. Mới về nữa nhưng mà chưa có cho đi làm được. Ngày mai phải đánh đi làm thêm con Jasis 60.1 rồi. Mai đánh đi làm xong rồi với quay lên được. Đây, mấy em Volvo này cũng mới về này, cần kiếc là vất tùm lum dưới này quý vị thấy không? Còn những dòng này là đi làm về rồi, đang chờ đứng đây để chờ dọn. Còn những cái dòng 3 em Volvo này thì cũng mới đi về này. Cũng nằm đây để bắt đầu chỉnh sửa này một chút xíu về cái phần bên ngoài thôi, còn máy móc là không có đụng chạm. Bơm con này thì nó hơi chỉ nhất ở cái phần này thôi. Thay gioăng ở cái này đi là ok. Đó. Nói chung là tiền nào của đấy quý vị ạ. Anh em nhiều tiền thì có thể mua những dòng đời cao hơn. Còn chúng tôi nhập những dòng này về phục vụ cho những quý anh chị mà vừa cái túi tiền mới lập nghiệp. Rồi anh em cứ lên đây thử máy nguyên ngày cũng được. Bữa trước cái con Volvo kia, ông kia ông lên đúng 2 ngày. Ngày đầu tiên nên thử, xong ngày thứ hai nên phát nữa, thử phát nữa với xuống tiền để chốt. Đó. Cái này chỉ làm lại cần ắc một cần này. Vấn đề gì cả. Cái móc đẹp chưa có rửa đấy thì nó khá là bẩn. Búa cái con này mới về. Mới về nhìn bẩn nha. Máy này xịt đi thì chuẩn mực của nó đấy quý vị ạ. Ống bồ thì hơi cũ nhưng không sao. Rồi mọi người xem video cây máy xuyên cổ CVN, hãy cho chúng tôi một like, một share, một chia sẻ, đăng ký kênh. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý anh chị và con cô bác trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.